với những thông tin chi tiết liên quan đến cuộc chiến giữa Ukraine và Nga. Thưa quý vị, Tổng thống của Ukraine, ông Zelensky, ông sẽ trả lời các câu hỏi từ các nhà báo vào hôm nay thứ Ba tại một cuộc họp báo cuối năm. Trong đó thì quân đội của Ukraine hiện nay đang phải chịu áp lực ở mặt trận rất là nặng nề, và các quốc gia đồng minh thì họ cũng đã cạn kiệt tiền viện trợ cho quân đội của Ukraine. Vào tuần trước thì ông Zelensky đã bắt đầu một chuyến công du các quốc gia ở bên phương Tây để mà kêu gọi thêm những cái số tiền hỗ trợ nhiều hơn về mặt quân sự và chính trị cho đất nước Ukraine, trong khi cuộc xâm lăng của Nga thì vẫn tiến gần hơn để đến lễ kỷ niệm 2 năm vào tháng 2 sắp tới. Tuy nhiên thì ông Zelensky đã gặp phải những cái sự thất bại trong sự việc thuyết phục Quốc hội ở Washington DC để mà phê duyệt chấp thuận cái khoản hỗ trợ khoảng 60 tỷ Mỹ Kim thêm, trong khi họ có cuộc họp ở Brussels. Nhà lãnh đạo Hungary, ông Viktor Orbán, đã ngăn chặn cái khoản viện trợ 50 tỷ euro dành cho chính quyền của Kiev. Những sự thất bại nói trên tại hai mặt trận ngoại giao đã xảy ra sau một cuộc phản công đáng thất vọng mà chính quyền Kiev đã phát động vào tháng 6 để nhằm sử dụng xe tăng và võ khí do phương Tây cung cấp, được tích trữ trong nhiều tháng đem ra sử dụng. Và ngược lại, Tổng thống của Nga, ông Putin, trong tháng này đã tuyên bố chiến thắng trong cái cuộc họp báo cuối năm của Nga. Nhà lãnh đạo Nga cho biết rằng cái mục tiêu quân sự của ông ở Ukraine không thay đổi, và ông hứa sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi đất nước này phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, xây dựng dựa trên những cái lời hùng biện gây tranh cãi trước cuộc bầu cử vào tháng 3 của ông. Ông Zelensky dự định các gặp gỡ các nhà lãnh đạo báo chí của Ukraine và trước ngày hôm nay vào thứ Ba, vào cái thời điểm mà cuộc thăm dò gần đây cho thấy công chúng hiện nay đang mất niềm tin vào nhà lãnh đạo của Ukraine. Ông Zelensky, người đang phải đối mặt với những cái sự bất mãn ngày càng tăng cao trước khi Nga xâm lăng vì liên quan đến những cái vấn đề tham nhũng. Và thưa quý vị, ông Zelensky thì trước cái cuộc chiến này, tên của ông nằm trong danh sách cái bản báo cáo Panama Paper đó thưa quý vị. Thì cái bản báo cáo này ở trong đó có chứa tất cả tên các nhà lãnh đạo trên thế giới, các nhà nổi tiếng, tài tử và các nhà đại tài phiệt thưa quý vị. Thì họ đã cất giấu tiền ở những cái quốc gia ở nước ngoài, kể cả ở bên Panama. Thì tên ông Zelensky nằm trong danh sách các người mà giấu tiền ở nước ngoài. Vì vậy, trước cái cuộc chiến này, ông Zelensky cũng gặp phải những cái sự chống đối ngay tại trong nước của ông. Tuy nhiên, trong cuộc chiến và sau cuộc chiến này, ông vẫn là một cái gương mặt được toàn cầu ủng hộ trong cuộc phản kháng gây sốc của Ukraine. Một lần nữa lại cảm thấy cái áp lực chính trị ngay tại trong đất nước Ukraine của ông. Tuy nhiên thì xã hội vẫn ủng hộ một cách áp đảo cả lực lượng võ trang của Ukraine và những cấp chỉ huy lãnh đạo của quân đội Ukraine, đó là ông Valery Zaluzhny, thưa quý vị. Bất chấp những sự thất bại trên chiến trường và những trục trặc trong sự việc các quốc gia phương Tây ủng hộ cho chính quyền Kiev, ông Zelensky vẫn tìm cách để mà thể hiện khu vực Biển Đen như là một cái câu chuyện thành công của ông. Máy bay không người lái của Ukraine đã buộc một số tàu chiến của Nga phải ngưng sau một số cuộc tấn công thành công ở trong khu vực này. Ukraine cũng đã mở lại cái hành lang hàng hải cho các tàu chở hàng thương mại sử dụng các cảng ở trong khu vực Biển Đen. Bất chấp những cái mối đe dọa từ chính quyền Moscow rằng các tàu sử dụng các trung tâm này có thể bị coi là mục tiêu quân sự của Hải quân Nga.